Thanh Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thanh Mai sẽ đưa gia đình chúng ta đi du lịch bằng xe đạp nha các bạn. Đối với du khách người châu Âu đó các bạn, thì đến Việt Nam chúng ta đi xe đạp và ngắm cảnh của miền quê, cũng như là tham quan những cái khu sản xuất, những cái làng nghề truyền thống của người Việt Nam chúng ta, chắc chắn là một điều rất là thú vị. Cái điểm đầu tiên Thanh Mai muốn giới thiệu với các bạn đó là cái xưởng của người dân làm võng bằng thân cây chuối đó các bạn. Trước đây mà khi mà cuộc sống của người dân còn rất là nghèo khổ thì cây chuối rất là phổ biến ở khu vực miền Tây, và người dân đã sử dụng cái thân của cây chuối phơi khô lên và làm ra những cái chiếc võng như thế này. Và cái điểm tham quan thứ hai đó là chúng ta đến tham quan một cụ già hơn 85 tuổi đang làm những cái tấm lợp nhà bằng lá dừa. Cái điểm thứ ba mà Thanh Mai muốn chia sẻ với gia đình của chúng ta đó chính là làm bánh rế. Thanh Mai rất là thích ăn chả giò làm từ bánh rế, nhưng thực sự là Thanh Mai trước đây cũng không hề biết rằng là làm cách nào để mà người dân chúng ta có thể làm ra những cái bánh rế để mà làm chả giò. Thanh Mai biết là bánh tráng thì rất là nổi tiếng, nhưng mà thực sự là trong cái chuyến tham quan này thì Thanh Mai đã được chứng kiến người dân làm mà. Đó các bạn thấy không? Đó, làm mà bánh rế ha. Bánh rế thì làm từ bột gạo. Các bạn có thể xay gạo với nước, hoặc là các bạn có thể mua bột gạo ở trong những cái siêu thị. Sau đó các bạn có thể lấy những cái lọ mà lọ hộp cá đó các bạn, cá mà ba cô gái đó, thì các bạn có thể đục những cái lỗ nhỏ ở dưới cái đáy của cái hộp. Sau đó các bạn sẽ dùng chảo bắt lên bếp ga như thế này, và các bạn đừng quên là bôi dầu lên ha. Sau đó là các bạn sẽ dùng cái lon cá, sau đó các bạn túi cái dung dịch của bột gạo lên trên cái chảo, thì các bạn sẽ được một cái bánh rế như thế này. Du khách đến tham quan cái xưởng làm bánh rế thì cũng có thể được tự do làm những cái bánh rế. Và du khách thì rất là thích được chứng kiến người dân làm bánh rế, cũng như là được tự tay làm những cái bánh rế. Nhìn thì rất là đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà thực sự là bản thân Thanh Mai cũng rất là thích. Bởi vì sao? Đây là lần đầu tiên Thanh Mai chứng kiến người dân họ làm bánh rế như thế nào. Du khách ra nước ngoài thực sự là chỉ làm cho vui thôi, chứ thực sự cũng không biết được cái nguyên tắc là bánh rế là nó phải làm sao, phải làm cho nó tròn, phải làm cho nó đẹp, và phải làm cho tất cả cái vòng tròn phải đều, thì lúc đó chúng ta mới có thể dùng để mà làm chả giò được. Và khi làm chả giò thì chúng ta cũng phải tẩm thêm một ít nước cho cái bánh này nó mềm ra, hoặc là phải phơi xương đó các bạn. Đó các bạn thấy không, này cái đáy của cái hộp cá đó, cá ba cô gái đó thì có đục lỗ, và đây là sau khi sản phẩm đã hoàn tất được bỏ vào trong. Và cái nơi tiếp theo thứ tư mà Thanh Mai muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là nơi mà người dân làm chiếu đó các bạn. Chiếu thì được làm từ cái cây cói như thế này ha. Trước đây thì người dân có thể đi lấy những cái lá cây cói như thế này từ những cái cánh đồng hoang. Tuy nhiên thì bây giờ cái cây cói này nó đã không còn nữa, mà người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải trồng những cái cây cói này thì mới có thể có cói được. Thì thời gian trồng đó là năm đầu tiên thì là 6 tháng 6 tháng, nhưng mà năm thứ hai thì chỉ cần 3 tháng thôi. Đó, thì nếu mà muốn làm một cái
chiếc chiếu như thế này thì phải cần có hai người. Một người đó là dập và một người sẽ dùng cái cây luồn cái cây cói vào bên trong. Và cái khi mà chị ấy dập cái cây cói vào bên trong thì chị ấy phải khóa hai cái mép lại. Chứ nếu không đó, các bạn thấy không, đây khóa hai mép lại. Chứ nếu không thì cái cây cói này sẽ bị tuột ra rất là nhanh hư ha. Và trước đây thì nguyên một cái làng này có rất là nhiều người sản xuất chiếu. Nhưng mà bây giờ những cái công việc này thì chỉ dành cho những người lớn tuổi thôi. Các bạn trẻ thì hầu như là tập trung vào những cái thành phố lớn để mà làm việc. Đây là những cái sản phẩm, các bạn có thấy không, những cái nón ha, nón gấp làm từ chiếu, hoặc là những cái chiếu có thể xách được đi bất cứ nơi nào rất là dễ. Đây là cái miếng miếng được trải trên bàn ăn đó các bạn. Và cái sản phẩm tiếp theo mà đoàn của Thanh Mai tham quan trong cái khu thủ công mỹ nghệ truyền thống của người miền Tây, đó chính là sản phẩm làm từ cây lục bình, hay là còn gọi là cây bèo đó các bạn. Sau khi cái cây bèo được phơi lên thì người dân sẽ dùng những đôi tay khéo léo của mình để mà làm ra những cái sản phẩm thủ công rất là đẹp. Đó các bạn thấy không? Thì những cái sản phẩm ở đây thì có rổ nè, có giỏ sách nè, có rất là nhiều lọ trang trí bình hoa. Và kể cả bản thân Thanh Mai đến đây, Thanh Mai xem, Thanh Mai cũng cảm thấy rất là thú vị. Thì những cái em nhỏ này một buổi đi học và một buổi thì giúp cho ba mẹ của mình để mà làm những cái sản phẩm bán ra để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đó, em nhỏ này thì còn rất là nhỏ tuổi ha. Đó, thì em ấy làm cũng rất là có kỹ thuật, cũng như là em ấy làm rất là điêu luyện. Thì tùy vào cái sản phẩm nhỏ hay to thì giá của nó dao động từ 40, 60, 100, 200, 300 ngàn. Trước đây thì cái cây bèo này nó rất là nhiều và nó phủ kín toàn bộ mặt sông, làm cho cái cảnh quan nó không được đẹp. Nhưng mà từ ngày mà người dân họ biết sử dụng những cái cây bèo như thế này để mà người ta làm ra những cái sản phẩm thì cái số lượng cây bèo nó cũng đã hạn chế, nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Trước đây thì người dân Việt Nam chúng ta cũng sử dụng cây bèo để làm thức ăn cho gia súc, cho heo, cho bò. Du khách đến đây thì khi mà nhìn những cái sản phẩm làm từ cây bèo, khách của Thanh Mai đó là rất là thích. Du khách của Thanh Mai ai cũng mua cho mình một cái sản phẩm nho nhỏ để làm quà từ cái sản phẩm của người miền Tây. Và cái điểm cuối cùng mà đoàn của Thanh Mai tham quan trong chương trình đó chính là tham quan cái lò làm cốm. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa gạo lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam chúng ta là xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Thế nên là chắc chắn một điều rằng là khi mà các bạn đến tham quan khu vực miền Tây đó thì có rất là nhiều những cái xưởng làm cốm như thế này. Và Thanh Mai cũng đang có mặt tại cái xưởng làm cốm này, và Thanh Mai đã rang cái mẻ cốm này ha. Tại vì Thanh Mai không có quen với cái công việc này, thế nên là bạn đó sẽ giúp Thanh Mai lấy cái hạt cốm lên, bởi vì nếu không thì hạt cốm sẽ rất là dễ bị cháy. Sau đó thì cốm sẽ được sàng qua một cái sàng như thế này. Sau khi sàng xong thì cốm nó vẫn còn có rất là nhiều vỏ trấu, cần phải bỏ vô máy để có thể lọc lại một lần nữa. Sau đó thì người ta sẽ tiến hành nấu một cái dung dịch canamel. Canamel thì bao gồm có nước dừa nè, có đường nè, có mạch nha. Và tùy vào hương vị thì có nhiều hương vị khác nhau: hương vị sầu riêng, hương vị gừng, hương vị vanilla. Sau khi nấu cái dung dịch đó đặc quéo lại rồi thì bắt đầu người ta sẽ bỏ cốm vào để trộn chung với dung dịch, và có thể bỏ thêm ít đậu phộng nữa. Sau khi trộn đều tay xong thì sẽ được bỏ vào một cái khuôn, sau đó thì sẽ được rải đều hết tất cả các khuôn. Du khách đến đây thì được thưởng thức tất cả các loại cốm, cũng như là được thưởng thức cái sản phẩm mới làm từ trong xưởng luôn. Đó, các bạn thấy không? Sẽ múc lên một dĩa cho du khách thưởng thức. Sau đó thì cái người làm cốm sẽ rải đều cốm ở trên cái khuôn.
để cho cốm được phủ đầy cái khuôn. Sau đó thì anh ấy sẽ sử dụng một cái cây đè và anh ấy bắt đầu nén và đè cho tất cả những cái hạt cốm dính lại với nhau. Bởi vì khi mà mới ra như thế này ra đó thì tất cả những cái hạt cốm này nó còn rất là rời rạc, chưa có một sự liên kết. Nhưng mà sau khi anh ấy sử dụng cái cây đè rất là nặng đè lên thì tất cả những cái hạt cốm này liên kết với nhau, tạo thành một cái khối rất là vững chắc. Lúc đó thì anh ấy sử dụng dao, anh ấy cắt thì lúc đó mới dễ và cốm mới có thể săn chắc lại với nhau. Đó, các bạn thấy không, anh bắt đầu là đè ha. Thanh Mai cũng rất là thích ăn cốm gạo. Miền Tây là cái vựa gạo của Việt Nam chúng ta, thế nên là khi mà xay gạo ra rồi á, thì cái vỏ trấu là một trong những cái công cụ chính để cho người nông dân ở miền Tây người ta sử dụng để làm phân bón, để đốt, nấu tất cả những cái sản phẩm từ vỏ trấu. Sau khi đè cho cái cốm này nó thật là chắc thì anh ấy bắt đầu sẽ sử dụng dao và anh ấy cắt. Trên cái khuôn có những cái vạch sẵn và anh ấy chỉ cần sử dụng một cái thước cây và một cái dao như thế này thôi, anh ấy cứ cắt theo cái khuôn, cái vạch đã định sẵn ở trên cái khuôn rồi thì anh ấy có thể cắt rất là dễ và cốm chắc chắn sẽ thẳng hàng rất là đẹp. Một chuyến đi du lịch tham quan tất cả những làng nghề thủ công truyền thống của người miền Tây không những đối với Thanh Mai rất là thú vị mà đối với tất cả những du lịch khách du lịch châu Âu khi đến với Việt Nam chúng ta được hiểu hơn về những cái làng nghề truyền thống cũng như là hiểu hơn về con người của Việt Nam là một điều vô cùng thú vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của Thanh Mai. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Thanh Mai rất là cảm ơn những bạn đã bấm nút đăng ký theo dõi Thanh Mai trên kênh YouTube. Thanh Mai sẽ cố gắng làm nhiều video clip hơn để chia sẻ với các bạn. Và mong rằng các bạn cũng ủng hộ và cũng giới thiệu kênh của Thanh Mai cho những người bạn của các bạn nữa nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.